Chào các em, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các em phân tích điện tâm đồ. Thì đây là điện tâm đồ của một bệnh nhân nam 35 tuổi. Bệnh nhân này đến khám bởi vì tình trạng là mệt mỏi. Gần đây là bệnh nhân thấy sức khỏe nó yếu hơn so với bình thường. Cho nên bệnh nhân là đi đến khám bệnh. Thì đây là điện tâm đồ của bệnh nhân và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Thì đầu tiên là mình xem coi là về kỹ thuật, mình xem coi là có hiện tượng nhiễu hay không. Thì khi mà mình quan sát trên điện tâm đồ này, thì mình nhìn thấy ở chỗ V1 á, mình thấy nó có những cái đường lăn tăn như thế này. Ở D2 cũng vậy, ở D3 cũng vậy, và đặc biệt ở V1, V2, V3 thì mình nhìn thấy đường lăn tăn rất là rõ. Tuy nhiên á, đường lăn tăn này mình thấy nó rất là sắc nét, nó rõ ràng chứ nó không có dày và mịn. Cho nên đây không phải là hiện tượng nhiễu mà đây chính là những cái dấu hiệu bệnh lý. Như vậy trên điện tâm đồ này là không có dấu hiệu mà bị nhiễu. Tiếp đến là mình xem coi là có mắc lộn điện cực hay không. Thì mình nhìn thấy là ở AVR phước bộ QS nó âm và sóng T nó âm. Như vậy tiếp theo mình nhìn ở D1, D2, D3, AVL, AVF thì không có hình ảnh phước bộ QS và sóng T giống với lại AVR. Như vậy trong trường hợp này là không có mắc lộn điện cực. Tiếp theo mình nhìn đến là tốc độ đo là 25 m/s. Như vậy tốc độ đo đây là chuẩn. Cái đến là về biên độ đo thì mình có thể là nhìn cái hình chữ nhật ở đây, hoặc là mình nhìn ở trên đây. Thì mình nhìn đây mình thấy là ghi là 10 mm 1 mV ở D1, D2, D3. Như vậy ở đây là biên độ đo của D1, D2, D3 là chuẩn. Tương tự AVR, AVL, AVF biên độ đo cũng là chuẩn luôn. V1, V2, V3 biên độ đo cũng là chuẩn. Tuy nhiên ở V4, V5, V6 thì mình nhìn thấy là cái hình chữ nhật ở đây nó chỉ chiều cao có 5 mm, và ở đây ghi là 50 m 1 mV. Như vậy là đây ở biên độ đo nó giảm một nửa so với bình thường. Do đó khi mà mình tính biên độ của các sóng R và sóng S thì mình phải nhân đôi lên. Tiếp theo là mình sẽ xác định phân tích, mình sẽ xác định đây là nhịp gì. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là tìm sóng B, mình coi có sóng B hay không. Thì mình nhìn thấy là ở phước bộ QS ở đây, mình thấy có cái sóng ở đây thì mình nghĩ ngay là sóng B. Tuy nhiên mình nhìn trước đó nó cũng có một thằng nữa, nó cũng giống sóng B, lại cũng có sóng B nữa. Như vậy đây là mình sẽ thấy đây là những cái sóng lăn tăn. Và những cái sóng lăn tăn này nó thấy ở nhiều chuyển đạo như là D2, D3, AVL. Và đặc biệt là ở các cái chuyển đạo là V1, V2, V3, mình nhìn thấy những cái sóng lăn tăn này rất là rõ. Như vậy trong trường hợp này đây chính là rung nhĩ. Cái tiếp theo là mình sẽ thấy là ở trên chuyển đạo D2 thì mình nhìn thấy là cái nhịp nó không có đều. Đây, rồi mình lấy cái khoảng lớn nhất đây, mình trừ nhỏ đây, chắc chắn nó lớn hơn 0,16 giây. Như vậy thì bây giờ mình sẽ tính tần số, mình sẽ dùng là phương pháp đếm. Thì mình sẽ đếm ở đây, từ đây đến đây 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây và đây là 6 giây. Và mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Như vậy mình lấy 11, mình nhân cho 10 thì tần số nó là khoảng 110 lần trên phút. Như vậy trong trường hợp này mình có thể trả lời là đây là rung nhĩ đáp ứng thất nhanh. Cái đấy là về trục điện tim. Thì mình nhìn thấy là ở D1 thì pha âm nó ưu thế. Ở AVF thì pha dương ưu thế. Như vậy D1 âm, AVF dương. Như vậy trong trường hợp này trục điện tim là trục lệch phải. Tiếp theo là mình sẽ phân tích về các cái khoảng. Thì ở đây mình nhìn thấy ở đây không có sóng B. Do đó mình không thể nào phân tích được khoảng BR. Và tiếp theo là mình có thể phân tích được cái khoảng QRS. Ở đây thì nó là khoảng 1 ô rưỡi. Như vậy nó là 0,06 giây. Như vậy là đây là trong giai đoạn bình thường. Cái đến là về QT thì mình thấy ở đây những cái sóng lăn tăn như thế này, mình không phân biệt đâu là sóng lăn tăn, đâu là sóng T. Cho nên trong trường hợp rung nhĩ thường là người ta không tính sóng T. Tuy nhiên nếu mà mình thấy được có sóng T rõ ràng thì mình có thể tính được QT. Đây. Thì mấy bạn cần nhớ là trong trường hợp nếu tính QT thì mình phải tính QTC hiệu chỉnh. Thì QTC hiệu chỉnh sẽ bằng QT chia cho căn bậc 2 của RR. Thì trong trường hợp nếu mà nhịp không đều thì mình sẽ lấy là QT trung bình. Có nghĩa là mình lấy 3 khoảng QT khác nhau, mình tính cái thời gian trung bình ra. Sau đó mình chia cho cái RR trung bình, nghĩa là mình cũng lấy là 3 khoảng R tương ứng khác nhau, mình cũng tính trung bình ra. Thì mình sẽ tính ra được cái QT của bệnh nhân. Thì trong trường hợp này đây là nhịp rung nhĩ đáp thất nhanh rồi, cho nên mình cũng không cần quan tâm đến cái QT lắm. Tiếp theo nữa là mình sẽ xem coi là có hiện tượng điện thế thấp hay không. Thì mình nhìn thấy là ở D2 thì sóng phước bộ QS nè, biên độ lớn hơn 5. Còn ở trước ngực nè, biên độ nó lớn hơn 10. Đó, như vậy là không có hiện tượng điện thế thấp.
Bây giờ tiếp theo là mình xem coi có lớn nhĩ hay không. Thì trong trường hợp rung nhĩ thì mình không thể phân tích sóng B được. Thì trong trường hợp này mình sẽ phân tích cái sóng rung nhĩ ở V1. Thì mình sẽ thấy là cái sóng của nó từ cái chỗ mà thấp nhất đây đến chỗ cao nhất đây. Thấp nhất, cao nhất đây. Thì mình thấy biên độ của nó là lớn hơn 1 mm. Như vậy mà rung nhĩ mà có sóng ép với biên độ lớn hơn 1 mm, như vậy là gợi ý có lớn nhĩ. Tiếp theo nữa là mình xem coi là có lớn thất phải hay không. Thì mình lấy là RV1 cộng cho SV5. RV1 ở đây, mình lấy cái phức bộ này. Mình lấy cái phức bộ này đây. Từ đây đến đây. À xin lỗi, RV1 ở đây. RV1 ở đây là 0. Mình cộng cho SV5. Thì SV5 ở đây, nếu mà mình tính ra thì ở đây nó là 1, 5. Và đây nó 3 là 9. Nhưng mà 9 mình phải nhân đôi lên là 18. Như vậy RV1 cộng SV5 ở đây là lớn hơn 11 mm. Như vậy là có dấu hiệu của lớn thất phải. Tương tự mình xem coi là có lớn thất trái hay không. Thì mình lấy SV1 ở đây là 4. Cộng cho RV5 ở đây. Ở đây đó là 5 với 4 là 9. 9 x 2 18, 18 cộng với 4 là 22. Như vậy nhỏ hơn 35 mm. Như vậy là không có lớn thất phải theo tiêu chuẩn của Sokop-Leong. À, không có lớn thất trái theo tiêu chuẩn của Sokop-Leong trái. À, tương tự mình kiểm tra thêm, mình sẽ kiểm tra theo tiêu chuẩn của Cornell. Đó là RAVL cộng cho SV3. Thì RAVL ở đây nếu mà mình tính ra thì nó khoảng là đường đẳng điện ở đây thì nó là khoảng 1.5 ô. Và SV3 ở đây mình tính từ đây đi, lấy cái to nhất đây. Thì đây là 10, đây là 3 là 15. 15 1.5 nữa thì nó là khoảng 16.5. Như vậy là nhỏ hơn 28 mm. Như vậy là không có lớn thất trái theo tiêu chuẩn của Cornell. Tiếp theo nữa là mình xem coi là có sóng Q hay không. Thì từ D1, D2, D3, AVF, AVL thì không có sóng Q. V1, V2, V3, V4, V5, V6 cũng không có sóng Q. Mình xem coi có ST chênh lên hay không. Thì từ D1 đến D3 không có. AVL, AVF không có. V1, V3 không có. V4, V5, V6 không có. Mình xem coi có sóng T bất thường hay không. Thì ở đây mình thấy rất là nhiễu nên rất là khó xác định sóng T. Ở đây AVF thì mình thấy sóng T đó bình thường. Tương tự V1, V2, V3 thì không thể nào thấy sóng T được. Và kế đến là ở V4, V5, V6 thì mình nhìn thấy sóng T nó cũng bình thường. Như vậy thì ở thời điểm này mình có thể kết luận được là đây là trường hợp bệnh nhân bị rung nhĩ, đáp ứng thất nhanh, có dấu hiệu lớn nhĩ và có dấu hiệu của lớn thất phải. Như vậy thì trong trường hợp này thì khi mà mình nhìn thấy điện tâm đồ như thế này thì bây giờ mình sẽ xác định xem là tại sao mà bệnh nhân bị rung nhĩ. Thì những nguyên nhân thường gặp của rung nhĩ gồm có là rung nhĩ do tuổi, có nghĩa là tuổi càng lớn thì rung nhĩ sẽ xuất hiện. Thứ hai là nguyên nhân do bệnh lý van tim, đặc biệt là bệnh lý của tim bên trái như là hở van hai lá, hẹp van hai lá, hở chủ, hẹp chủ vân vân, nó đều gây ra rung nhĩ. Hoặc là bệnh lý tim cấu trúc, suy tim trái vân vân cũng gây ra rung nhĩ. Bệnh nhân có thể là bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng gây ra rung nhĩ, có thể là bị tăng huyết áp hoặc có thể bệnh mạch vành vân vân. Thì đó là những nguyên nhân thường gặp. Thì ở trên điện tâm đồ này nè, thì mình sẽ để ý là khi mà rung nhĩ mà có cái sóng, ngoài ra nó còn một cái nguyên nhân nữa, đó là cường giáp. Thì bây giờ khi mà mình nhìn ở trên điện tâm đồ này, mình thấy mà rung nhĩ có cái sóng ép mà biên độ nó lớn hơn 1 mm, thì nghĩ nhiều đến là rung nhĩ này nguyên nhân là do bệnh lý van tim. Thì trong trường hợp này mình vừa thấy là có dấu hiệu lớn nhĩ mà lại vừa có lớn thất phải nữa. Như vậy khả năng là rung nhĩ này là do hậu quả bệnh lý van tim. Và nguyên nhân mà mình nghĩ nhiều nhất trong trường hợp này là bệnh nhân có thể là bị hẹp van hai lá. Như vậy phần trình bày của tôi về điện tâm đồ này đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong phân tích các điện tâm đồ tiếp theo.